chiều ngày 9 tháng 6 năm 2023 tại chùa Trí Đức, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, tổ chức khai mạc khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên với chủ đề Gieo hạt từ bi lần thứ nhất năm 2023. Khóa tu diễn ra trong 3 ngày từ ngày 9 đến 11 tháng 6 2023. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Huệ Phổ, trưởng ban tổ chức chia sẻ, khóa tu mùa hè nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh trong mỗi kỳ nghỉ hè, giúp các em hoàn thiện bản thân, hoàn thiện nhân cách, đưa giáo lý căn bản của Đạo Phật lồng ghép vào khóa tu nhằm hướng thượng hướng thiện cho thế hệ trẻ, học hạnh từ bi hỷ xả, biết lắng nghe, thương yêu mọi người xung quanh, trở thành những người con ngoan trò giỏi giúp ích cho xã hội, cho đất nước, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Khóa tu mùa hè gieo hạt từ bi lần thứ nhất năm 2023 có 70 em trở về đăng ký tham dự. Ngoài các trò chơi lớn hướng đến tình cảm gia đình, đạo đức và đoàn kết, khóa tu còn hướng dẫn các bạn phương pháp thực tập an trú tự thân để xây dựng đời sống tỉnh thức. Thượng tọa Thích Minh Đạo, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã có thời pháp ngắn khuyến tấn các em tích cực tu tập trong những ngày tham gia khóa tu, sao cho khỏe về thể lực, rộng về kiến thức, lễ phép ngoan ngoãn và gương mẫu nơi trường lớp cũng như xóm làng, biết giang hòa tình thương yêu dân tộc, đất nước, thiên nhiên và con người trong tấm lòng từ bi học từ cửa thiền.